Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần khám phá bí mật của nàng. Ngay sau đây, xin mời quý vị khám phá vào chiếc điện thoại cá nhân của mỗi người đẹp. Đầu tiên sẽ là điện thoại của Mỹ Duyên. Mời Mỹ Duyên mở mật khẩu điện thoại mình nào. Đây là màn hình của bạn. À, chụp hình dễ hương hen. Cute phô mai que quá. Bạn tải về nhiều ứng dụng không? Cũng khá khá thôi hả? Dạ. Về lịch làm việc và những ứng dụng cơ bản, cho tôi xem ảnh gia đình được không? Dạ thầy. À, bạn chụp cái tài liệu gì mà nhiều dữ à? Dạ, đi học. Trong gia đình bạn thì bao nhiêu thành viên ạ? 4 ạ. Bốn người. Bố mẹ em, bà em và bà ngoại ạ. Bà ngoại. Đây là ông ngoại và đây là em trai. Thường á, trong gia đình á, em trai được cưng lắm đúng không? Cũng là do ba mẹ bận rộn đi làm nè, rồi lo sợ bạn gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự đối với một đứa trẻ, được vui chơi, được té ngã cũng là một cái may mắn, một trong những bài học. Rồi có những dịp lễ Tết nào đó, nhìn những người bạn của mình nè, được ba mẹ tặng quà, dẫn đi chơi, còn mình thì thủi thủi ở nhà. Cảm giác lúc đó là sao? Em buồn lắm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ kiểu mẹ bận rộn quá, hầu như là không nhớ sinh nhật em. Mẹ không nhớ sinh nhật mình? Toàn là em tự nhớ xong rồi em nói mẹ mua bánh kẹo đi để con mời bạn bè vậy đó. Mẹ không nhớ, ba có nhớ không? Không, tại vì bố mẹ bận rộn quá không có thời gian. Trong nhà thì bạn là người hay chia sẻ và tâm sự với ai nhiều nhất? Em thường tâm sự với mẹ nhất, nhưng mà em thấy người quan tâm em nhiều nhất là bố. Không hỏi em nhiều, nhưng bố lại hay là hỏi mẹ là con Duyên nó bữa nay nó như thế nào rồi, nó có ốm không hay là nó có bị sút cân. Bố em sợ em sút cân lắm mà em thì mập. Không, em thích mình gầy đi, mà cứ mỗi lần là em chỉ cần sút 1 ký hay 2 ký thôi là bố em phát hiện được ngay. Như vậy là thời gian gần đây là bố mẹ thể hiện được sự quan tâm với bạn nhiều hơn. Ngày xưa vì cuộc sống gia đình, hoàn cảnh gia đình mà, cho Hoàng hỏi kỹ chút xíu để mình san sẻ hiểu với nhau nhiều hơn ha. Vậy thì ngày sinh nhật của em trai bạn á, ba mẹ có nhớ không? Có lúc nhớ, có lúc không. Giống em thôi. Đó là do ba mẹ bận quá mà thôi, chứ không có sự thiên vị nào đâu. Hoàng nghĩ là như vậy, phải luôn thương yêu ba mẹ nha. Dạ. Và ngày hôm nay thì cô gái chúng ta đã trưởng thành rất là nhiều. Đúng ba rồi. Mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nào, vỗ tay để khích lệ cô ấy nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với góc riêng tư của bạn Hải Tiên. Ê, ai quen vậy? Ai vậy? Ồ, có phải thần tượng của bạn không? Dạ, thần tượng của em từ năm lớp 8 tới bây giờ. Wow. Lớp 8 tới giờ luôn là rất là lâu rồi đúng không nào? Wow, tin nhắn hơi nhiều nhờ. Dạ, tin nhắn của bạn em cũng có. Mình lướt nhẹ thôi. Dạ, nhẹ. Mình vào trang cá nhân được không? Dạ, được chị. Wow, con chó hả bạn? Dạ, tại vì em thích chó nên em để chó vậy thôi. Chứ không có ý nghĩa gì hết. Cô ấy cũng rất là thích selfie hen, chịu khó chăm chút cho tường nhà mình những hình ảnh rất là đáng yêu, dễ thương. Ai đây? Dạ, cái này là một bé này đi hát chung với em thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Quay trở lại với cái hình background vừa rồi là Sơn Tùng MTB. Đây có phải là mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn hay không? Dạ, cũng không phải là mẫu người đàn ông lý tưởng của em. Tại vì tự nhiên kiểu giống như em nhìn Sơn Tùng em cảm thấy thu hút bắt mắt. Với lại nói chung là kiểu nhìn dễ thương lắm, cho nên là em thích vậy thôi. Rồi có sợ bạn trai tương lai của mình ghen không? Dạ không. Bạn sẽ không đổi hình nền? Dạ không. Chắc dạ, chắn không? Không đổi. Không đổi hen. Lỡ người ta buồn rồi sao? Buồn chịu chứ giờ sao. Ghê thiệt. Cô này có lập trường, có chính kiến. Rồi bây giờ mình xem thử cái YouTube của bạn xem nào. Bạn hay xem cái gì? Bạn xem khá nhiều chương trình về âm nhạc nè, giải trí nè, hài hước nữa. Mình ra phần ghi chú đi. Cầu hôn. Dạ tại vì cái này, mấy cái này là em bài hát đúng không nào? Nó tông lại để em đi hát thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Cũng khá thú vị với cuộc sống của một cô nàng yêu nghệ thuật. Mà không biết là cái chàng trai mà các bạn sẽ quyết định đồng hành trong tương lai có đủ sức để thay cái màn hình nền này hay không. Và bây giờ xin mời quý vị dành cho hai chàng trai của chúng tôi vài phút để theo dõi chiếc điện thoại của Hải Tiên và Mỹ Duyên. Thời gian tham khảo điện thoại của cả hai chàng trai cũng đã kết thúc. Bây giờ sẽ là khoảnh khắc để chúng ta chờ đón xem các anh ấy có gọi điện thoại để bắt sóng tần số tình yêu với hai người đẹp hay không. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
vị đến với phần quan trọng nhất của chương trình, đó là quyết định cuối cùng. Yeah, nào chờ đợi gì nữa, xin mời tất cả cùng tập trung về phía khu vực trung tâm của sân khấu. Xin mời. Chưa gì thấy hợp hợp rồi đó. Nhưng mà quan trọng, tần số tình yêu có bắt trúng cái nhịp cảm xúc của các bạn hay không. Cặp đầu tiên sẽ là cặp của bạn Mỹ Duyên và Dương Hào. Bây giờ mời bạn Mỹ Duyên giơ chiếc điện thoại của mình lên để chờ xem có cuộc gọi nào đến nữa nè. Dương Hào ơi, sẵn sàng nha. Hồi hộp quá. Chúng ta sẽ đếm ngược từ 5 cho đến 1 nào. Chuẩn bị 5 4 3 2 1. Xin mời. Và dạ alo ạ. À, anh có thể đứng gần em hơn được không? Dạ được ạ. Tắt máy cho tiết kiệm điện thoại. Chào em. Dạ. Hãy nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện đi. Cái nào. Cái gì vậy trời ơi, tại hơi bị run. Run đúng không nào? Dạ. Bao lâu rồi không nắm tay bạn gái? Dạ em chưa có mối tình là hồi sao dám nắm tay rồi anh. Bây giờ lần đầu tiên anh chàng điển trai dễ thương đáng yêu làm chuyện đó. Duyên, cho người ta nắm tay nhẹ cái đi. Trời ơi, sao mà ngại ngùng. Sao nè, Dương Hào, bạn muốn nói gì? Dạ, thấy tay bạn ấy hơi bị lạnh. Chắc có tay em thì ấm. Đúng lắm đó. Duyên ơi, cảm xúc sao? Tay anh nó ấm. Cảm thấy an toàn không? Dạ, có. Lê Lộc nghĩ là mình trao nhau một cái ôm là được rồi. Đó, ấm áp bằng một cái ôm nào. Dạ, em nghĩ vậy hợp lý. Nè. Trời, lấy đà xa vậy, bước nhào vô. Dễ thương không? Ờ, được, lấy đà, nhào vô. Đây. Đáng yêu quá, cảm ơn các bạn rất quá. Nhiều. Rồi, mời hai bạn bước xuống sau một bước nha. Chà, tới cặp thứ hai. 5 4 3 2 1 Xin mời. Và kết quả là theo em biết đó là làm cái đầu tác giả này là con gái làm là đã khó rồi. Và cái đẹp hơn là body anh đẹp. Em là mẫu gái lạ lắm anh. Em thì nấu ăn thì em cũng không biết, mà làm việc nhà em cũng không làm gì luôn. Có rồi, tần số tình yêu đã xuất hiện. Dạ alo ạ. Alo, em có phải là Tiên không ạ? Dạ đúng rồi, anh có gì không anh? Anh là Vũ nè. Dạ thôi anh lên chờ đỡ tốn tiền điện thoại. Ok, dạ anh lo luôn ha. Ok rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Xin phép em cho anh nắm tay. Vì yếu tố nghiêm túc của 5.000 thành viên trong đại gia đình, cũng như bà con lối xóm xung quanh của gia đình Thế Vũ, Hoài Rapper và Lê Lộc sẽ đại diện cho nhà gái nha. Muốn rước con gái về dinh đâu có dễ như vậy được. Nào, bồng cô ấy trên tay, hít lên hít xuống mấy cái đi được rồi. Yeah. Trời ơi, đơn giản quá. Oh, yeah. Trời ơi. Tuyệt vời. Okay. Hay quá. Gọn gàng người ta. Mỗi người được lần hả? Không được đâu. Đây là đặc quyền riêng của anh ấy thôi. Thấy được chàng trai nâng mình trên tay như thế nào ạ? À? Dạ, sướng, sướng, sướng. Mẹ, đó, giờ có mẹ. Mẹ chỉ cần ok là tụi con giao lưu tí. Ok, mẹ ok rồi. Ok. Anh hôn mẹ đi. Trời
Đó, vậy mới được không? Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là một phần quà ý nghĩa dành tặng cho hai cặp đôi ngày hôm nay cùng với Tần Số Tình Yêu. Lê Lộc thay mặt cho Tần Số Tình Yêu gửi tặng cho Dương Hào và Mỹ Duyên món quà lưu niệm nha. Mong rằng hai bạn sẽ giữ trọn vẹn những cảm xúc bồi hồi và đầy tình cảm như thế này để đưa tình yêu của bạn đi thật xa hơn nữa. Cảm ơn chị. Còn đây, món quà ý nghĩa của Tần Số Tình Yêu, Hoàng Rapper sẽ không thay mặt cho chương trình để trao tặng cho đôi trẻ, mà sẽ nhờ song thân của Thế Vũ. Xin mời ba bà mẹ ạ. À. Trước khi trao món quà ý nghĩa này, thật sự là phải nói lời cảm ơn sâu sắc đến hai bác rất là nhiều. Trải qua biết bao nhiêu thời gian vẫn yêu thương nhau, đặc biệt là dành tình cảm, tất cả những gì tốt nhất dành cho những người con của mình. Và một anh chàng Thế Vũ, trưởng thành, chững chạc, đầy tài năng đang xuất hiện, chứ còn thiếu chút xíu đó chỉ là một nàng dâu trong tương lai. Không biết là các bác có lời gì để dặn dò cho hai bạn không ạ? Cảm ơn cháu đã bắt nhịp cùng Tần Số với con trai của chú. Chú thay mặt gia đình và cũng như chương trình là hy vọng hai cháu sẽ tìm hiểu kỹ và tiến xa hơn. Xin cảm ơn. Rồi, con xin mời mẹ ha trao món quà lưu niệm này dành cho đôi trẻ. Những khoảnh khắc rất đặc biệt, rất đẹp và rất ý nghĩa ngày hôm nay đã xuất hiện trên sân khấu của Tần Số Tình Yêu. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cha, ai cha.